hai cần lưu đại bị xe bằng phót nắng cứ sống khán bóng phóng thời rõ sở mà chắc cử mùi có mật phẹt hỏi bán cho ra nơi cái này nè. Đồng tụ bằng video thamay đang chấm đẹp đang lo lo bởi nhóm. Xin bóng phóng trách biệt theo subscribe. Bên tỏ bóng xong trách rút cân đắng. Rút chì ca sẵn. Xôm ổ cột. Ok, xin chào các bạn, thân này on đang ấy nhóm bạn pro về ạ. Nhiệt chăng chọp mọt đang ấy chia sẻ phong. Ngày nắng nhóm bằng riêng là tất cả các em bị cả rock lôi bị thao. Lẽ là thật cần lực rock lôi ở bán trà nữa nè. Nàng ấy bằng phong với chúng luôn có thà. Hay đâu bây có quạt rock lôi bán tích mẹ mà thằng ấy rock. Mình chọn bán tăng đọc xên phong. Hay đâu bây nhóm rock bán trà mẹ. À lấy dân châu được càng thị. Nên vì tôi đang nhóm thật cắt cắt tới đời xa đã về bà lìa nhóm ở xây tùm nề mà nế. Nên là nhóm rồi lối bàn phẩm bày đà la chiếng. Phẩm bày đà la nế mềm bằng ngay bóng phôn bày bốn ngay thôi. Nhóm xóm là hốt. Nên là đầm bày rộ lối bàn chán. Cái lực rộ lối bàn chán cứ tì muối. Bóng phôn trời châu tự an bà mình ở cực bà phải đón tàm lẹ khăn kê nắng nà. Nè. Thì môi nắng bóng phôn thời an mà phải nâng ngày sau đây an phò đồng miên bàn mà phải đong nâng nông mùi thường ngày hay chạy cho đồng lệ phò đồng miên nắng từ lơ bần đàn nhập xem Facebook ở chân tay bần tái toàn tà miên nạ cho an từ bóng phôn từ tù bàn xàm dọc cạn chùm nôn đọc đòn nâng ngày hay phò đồng miên muối để chia xe tới bàn tầm mặt đông ấy chồng tử nạ cho bàn tầm mặt đông phò đồng miên muối nâng nhóm bật xây cho bác thấy cái này nâng hai chấm nôn mẹ tệ tại ban châu chất cái này comment cái này comment nắng cứ bóng phôn châu được comment được không được không bảo miền này chẳng thấy cái đó bờ sân chỉ miền kê châu từ lại comment rồi bảo bóng phôn nắng là nắng bóng phôn được tụ bàn mà phải cạn một ngày chấm nôn đọc đòn này nắng với sân đã cầm nạt hai cần lưu đại bị xe bóng phốt nắng cứ sòng khán bóng phôn thời rõ sơ mà chất cứ mũi cò mật phe ở ban tràn nơi cái này nè. Ok, nơi cái này nắng á nè. Nơi cái này biệt thang trên mặt phẹn nắng. Cứ dương ban ở thạm bình dõi tròn vì nẹ đại dương này nòm châu, nẹ đại dương áo đạn lịch cầu thỏa dương á nè. Đôi video bị đào mất. Nhóm ban ở bóng phá ôn đạn lịch cầu nhóm đã bay bóng phá ôn tụ bàn mà phòng cạn. Nơi cứ nhóm ban ở thạm bình dõi tròn vì bóng phá ôn nàng này. Anh chăng bóng phá ôn có đôi khi nế. Xem rạp ở bóng phôn ở trong bàn rô lối bàn một ngày 1 đô la, 2 đô la, 3 đô la ấy nè. Vì mình chờ đấy, còn bàn là mà phải châu ca tuổi sắp ấy chứ. Tôi còn tình game tình ấy chứ. Cứ sống khán nóng bóng phôn từ rô sẽ mà chắc ở trên. Sẽ mà chắc. Hay, vì cô đã cầm nọt đấy. Một ngày vì rô bàn ta đọc nhẹ bàn ấy. Bởi lực bị đọc nhẹ, nhóm cô ở đằng thường mấy đấy. Chứ thôi mà ra nhóm rô một ngày cả vì nhom từ vốn nó nhom ra mà ngay bàn palm bay này âm buồn này đại tại vì ở ai lột lang đập nhẹ bàn này nhom ở đang thà vì mà chế sẽ xả thà ở miền đại châu chúng ta nhom mà thầy nãy mà ngay vì cầm nọ đã thà đập nhẹ thế hai ca châu chúng muốn dương đang từ bàn nhẹ đại đã cầu dương nè cái này đã cầu đại nhom bây giờ thì nè cái này đã cầu đấy yeah sorry không nè cái này đã cầu đấy lại đã cầu nắng dương châu à lịch cầu phải dương nè à dương châu à lịch cầu phải dương nè à lịch cầu nè giờ à lịch cầu nắng từ ao mật hẹ dương từ môi cỏ sa mai chắc đại dương non châu nắng ai còn đã lại nắng bắt đầu bị cột và cả thời dương nắng từ tua ban mà nắng này khó thế này bom pháo nắng từ tua ban đọc sền à vì asrai từ lơ mật hẹ bom pháo này nâng hay hay xâm rập nẹ đã cầu nâng cư đưa tụi bạn mà bọn cạn thầm đồng. Nâng hay nghe nâng đội dây khó khó mà chứ chia sai phong bóng phố tụi ngọt nè. Hay ở thà bây giờ rõ thằng ấy cư bóng phố tành cho tụi bạn lùi bì quạt bì nẹ đè bóng phố ở quạt đã lấy cầu nâng cư bóng phố tụi bạn lùi bì quạt chìa bà chạm ngay ai tài xa mà chắc bỏ bóng phố nâng rốt cả bàn một ngày lớp bì mười rồi cả lâu tới đó mà bọn cả ấy chẳng tờ
គេលុយហ្នឹងគឺវាអត់ទៀងទាត់ទេចំការវាផ្ញើវាវាវាផេចូលអាកន្លែង balance លុយយើងនេះតាមសមាជិកសមាជិកណាគាត់រកបានច្រើនទៅយើងនឹងទទួលបានភាគរយច្រើនហ្នឹងហើយគឺអានេះមិនមែនជាការអានេះគាត់ជាការផ្ទុយគ្នាទៅវិញទៅមកបងប្អូនរកបងប្អូនបានគេរកបងប្អូនបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំពិបាកបញ្យល់អាកន្លែងហ្នឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយអានេះគឺជាកន្លឹះដែលយើងដកលុយបានលឿនយើងរកលុយបានច្រើនហើយលឿនហ្នឹងហើយហើយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ចង់ថតឲ្យច្រើនដែរហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ហើយមើលវីដេអូហ្នឹងហ្នឹងអរគុណច្រើនហើយមុននឹងចេញពីវីដេអូហ្នឹងចុច like មួយទៅហើយចុច comment មកហើយសួរពីអីក៏បានដែរហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនណាអត់ទាន់ចុះឈ្មោះតាមអត់ទាន់បានចូលលេងឬមួយក៏ចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូខាងក្រោម description ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនយកទៅមើលទៅហើយនឹងរៀនតាមខ្ញុំហើយ complete ជួយដាក់កូដខ្ញុំផងយើងរកចែកលុយចែកគ្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងអូខេ bye bye